Anh dùng cái sơn vàng anh thổi lên á, thì bỏ ngoài nắng với tưới nước đồ thì trong 1-2 tháng là nó bị bay hết cái màu vàng này đi. Anh nói nghiên cứu anh mua cái vàng non ở Trung Quốc á. Vì anh cho hóa chất cho nó vàng nữa thì anh mới dùng máy anh thổi lên đây thì nó mà có tượng này luôn. Thì cái cây khế này anh bán 55 triệu. Dạ. Cái hay là bố cục ở trên một cái thân mà nó giới hạn á, nó không cho phép mình sai lệch được. Dạ. Đó, cái khó là lúc phát thảo từ ban đầu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, quay trở lại với video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Bùi Hồ tìm đến đây để tìm về nghệ nhân Quốc Việt, người mà có thể thả hồn những cái tác phẩm của mình vào những cái gốc cây mang một cái giá trị nghệ thuật rất cao. Thì hôm nay đến đây vào dịp buổi trưa có anh ở nhà. Dạ em chào anh Quốc. Chào em. Dạ Quốc ơi, thì em tìm đến anh á là em biết anh là một nghệ nhân khắc, mà đặc biệt là khắc những cái tác phẩm của mình lên cái hình tượng Phật đồ, lên cái những cái gốc cây lớn. Thì anh có thể cho em biết là tại sao anh lại có ý tưởng đó không anh Quốc? Tại vì anh ở đây thì anh làm gỗ nào giờ anh khắc trên cái cây sai chết nó nhiều lắm rồi. Thì bây giờ mình mới nảy sinh, bây giờ mình cũng lên cái cây sống để mình kết hợp hai môn của nghệ thuật để mình chơi, vừa là chơi cây cảnh được mà vừa chơi luôn cái tượng được. Lúc mà anh đầu tiên anh khắc lên cái cây anh có gặp khó khăn gì không? Nói chung thì cái buổi đầu làm thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn lắm, tại nhà như là mình xử lý không đúng rồi nó bị chết cây hoặc là nở tượng đồ này kia, thì mình cũng dàn giả mình làm 1-2 tác phẩm rồi mình rút kinh nghiệm ra thì mình làm được, tại vì cái bản năng của mình nó đã có sẵn rồi. Dạ. Thì em thấy ở đây trước mặt của mình đó là cái tượng ông tượng Phật Di Lặc. Thì cái tượng này thì anh phát khắc lâu không anh? Cái tượng này nếu mà như mình làm đơn độc một cái tượng này không á thì nó mất tầm khoảng 1 tháng. Dạ. Còn nếu mà mình làm duy chuyện nhau thì nó rút thời gian ngắn hơn. Dạ. Là một mình anh tự khắc thôi. Đúng rồi. Ô, em thấy những cái đường tượng này đầu tiên là đặt vô cái mắt người nhìn đó là màu vàng. Thì cái màu vàng này là từ cái chất liệu gì vậy anh? Cái vàng này á, hồi trước cái đầu tiên anh làm á, anh dùng cái sơn vàng anh thổi lên á. Dạ. Thì bỏ ngoài nắng với tưới nước đồ thì trong 1-2 tháng là nó bị bay hết cái màu vàng này đi. Dạ. Anh nói nghiên cứu anh mua cái vàng non ở Trung Quốc á. Dạ. Vì anh cho hóa chất cho nó vàng nữa thì anh mới dùng máy anh thổi lên đây thì nó giữ được 2 năm, 3 năm như gì nè. Cái tượng này là 2 năm rồi đó nhưng nó vẫn chưa bay màu. Dạ, em thấy nó chỉ đóng bụi ngoài thôi ha. Khi mà anh khắc đó thì cái cây nó có thể nó bị chết, ảnh hưởng đến sức sống của cây như thế nào anh? Không bình thường, tại vì trước khi làm là mình đã xử lý cây hết trơn rồi. Tại vì tại sao có nhiều người ta thắc mắc, ta nói ta đi bứng cái dây kiển chày ra một chút xíu, ta phải xịt thuốc, ta sợ chết, mà tại sao anh đục cho nửa thân cây như vậy là mà cái cây này không chết? Tại vì mỗi cái gì nó cũng có một cái bí quyết riêng của nó. Cái lúc mà đầu tiên em thấy ở trong cái vườn của mình đó là đa số là các tượng Phật thần tài. Thì rồi tượng cá chép quá gồng, tại sao anh suy nghĩ khắc những cái đó tượng đó mà không những cái tượng khác á? Tại vì mình thì mình cũng có tâm linh về như là Phật viết rồi đồ này kia đồ, thì mình chỉ làm những tượng Phật cá chép quá gồng thằng tài vậy thôi, chứ ngoài ra những cái tượng kia thì mình không có chơi lên những mấy cái môn này. Dạ. Dạ quá hay. Cái này là mình khắc trước đây là mình để kinh doanh hay là mình nghĩ đó là để kinh doanh hay là để chơi tại gia? Để chơi thôi, rồi có những số anh em người ta thích người ta lại người ta chia mình cũng bán lại ra cho người ta, chứ mình không có qua kiểu mà mình khắc ở đây mà mình phô trương mình bán. Dạ. Mình khắc kêu là để chơi rồi anh em thích rồi lại chia mình chia lại thôi. Dạ. Thì cái gốc này là cái gốc của cây khế. Cây khế. Cây khế nó cái tuổi thọ nó lâu chưa anh? Cây khế này nếu mà theo người ta kể là cái gốc khế này nó có 120 năm rồi đó. Ồ. Tại vì cái đế tán nó ở dưới dữ lắm nè. Gốc khế 120 năm đó hả? Ừ. Đó. Nếu như mà bình thường có tượng luôn như thế này thì giá của nó là khoảng bao nhiêu tiền? Nếu cây khế này mà có tượng này luôn thì cái cây khế này anh bán 55 triệu. Dạ. Quá hay. Anh có thể dẫn cho em đi vô những cái tác phẩm của anh. Đây là cái khuôn viên ngoài trước của anh thôi. Anh dùng chủ yếu là khắc để thả hồn vào cây ha anh ơi. Mẹ Quan Âm. Đó, cũng trên cây khế nữa. Cái này là khế ngọt nha. Cái này là khế ngọt. Cái cây này thì tượng Phật này anh đã khắc được bao nhiêu năm rồi? Cây này được 2 năm rồi nè. Dạ.
nó mang một cái màu vàng rất là đẹp anh. À, nó đặc biệt con cái là cây nó lớn, cái nào lớn nhưng cái tượng nó không lớn. Tượng không lớn hả? Tượng không lớn, tượng nó cứ giữ nguyên vậy hoài á. Ô quá hay. Cây nó bự chỗ nào bự, nhưng mà tượng không bự. Hình này là cái tượng nó không bị méo mó đi, mình định hình cái tượng nó vậy là nó sẽ vĩnh viễn nó như vậy. Khi mà mình khắc lên cây so sống so với cây chết thì ngoài cái việc mà xử lý để cho cây nó sống thì khó khăn nữa là gì anh? Có khó khăn gì? Cái khó khăn của trên cây sống này mình đi đục là mình đi cho nét, đi phải cho chuẩn, đi cái phát nào mình phải lấy phát đó. Chứ mình đi phạm đục là nó chết. Dạ. Còn ở trên cái cây chết rồi thì mình cứ đục thoải mái, mình muốn sửa sao mình sửa. Dạ. Còn trên cây sống này mình phải lấy cho nó chuẩn, cái này đi phát nào lấy phát đó. À, mọi người sẽ thấy được đây là phần đầu của con rồng. À, mẹ Quan Âm trường, mẹ Quan Âm cưỡi rồng. Mẹ Quan Âm cưỡi rồng. Còn đây là mẹ Quan Âm cầm sâu chuỗi. Những cái chi tiết nó rất là tinh vi ha. Quá đẹp luôn. Bên đây theo anh chia sẻ thì đây cũng ông Di Lạc cưỡi rồng. Thì mình lúc trước mình sản phẩm mình nhiều lắm, nhưng mà mình đem đi những cái quán người ta lấy sản phẩm mình nhiều hơn Quốc. Tại vì cũng có bán một số, chứ còn để mà anh có quán cà phê mà 586 á. Dạ. Anh để ở ngoài một số nữa. Chứ có một số anh đem về bên kia anh găm xuống cái đất cho nó tốt lại, bỏ con chậu này là nắng quá đó. Dạ. Này ông Di Lạc là cá chép. À Di Lạc, Phật Di Lạc cởi cá chép ha. Ừ. Tượng này cũng được 2 năm nè, nó hơi bị chốc nè. Dạ. Cái gốc khế này nó cũng lâu năm ha. Gốc khế này lâu năm lắm rồi. Dạ. Khó kiếm lắm, chim non. Móc mấy cái lỗ đó. Đây là cũng cái thạch động quá. Rất đẹp. Qua cái bọng đó, già, cái em đó. Em nãy anh cái là anh thả hồn cái tượng đó một màu thôi. Chỉ một màu vàng thôi, nhưng mà nhìn hình cái tượng Phật là ra cái có hồn ở trong đó. Tại vì nói chung mình làm cái gì cũng vậy, mình phải có tâm. Mình đi thẳng cái tâm mình vào cho nó, mình làm á, mình đừng có nghĩ là mình làm mình bán, mà mình nghĩ là mình làm để mình chơi cho bản thân mình, thì mình mà thả hồn đó, mình làm cái tượng nó mới có hồn. Chứ còn nó nghĩ mà để làm thì có phẩm tôi bán thì làm ba sồn cũng thực là nó không có hồn, nhìn mất cái sức sống của cái cây. Anh đã làm bên điêu khắc được bao nhiêu năm rồi? Anh nghề của anh thì anh làm mấy chục năm rồi. Dạ. Mà còn cái cây làm cái sống này anh làm 2-3 năm nay thôi. Dạ, lúc đầu mình làm thì người ta có nói mình giữ trời cái cây này nó thời gian nó cũng sẽ có, chết rồi không anh? À, cũng có nhiều người nói làm rồi thì thời gian làm chưa xong là cái cây chết, tại vì cây kiển mà đi bấn chày ra chút xíu người ta phải sức thuốc nó là đục vô nữa cây sao cây sống nổi. Rồi có những người nói là nữa cái cây nó bự, cái tượng nó bự, nó méo cái tượng rồi đi thôi kệ, ai nói còn chuyện mình làm mình cứ làm thôi. Đến thời điểm bây giờ thì anh thành công thì anh lại nghĩ như thế nào? Thì chung này mình làm ra thì mình đã định hình trước rồi, mình đã tính trước được mình làm cho nó sẽ thành công thì mình mới bắt tay vào mình làm. Thì còn ngoài cái dự mà trái chiều thì ai cũng thích nói, nói thì không phải mà ta nói. Dạ, vậy thì hiện nay anh chỉ khắc ở trên cây sống này, còn cái phần mà cây chết thì mình có vẫn còn khắc không? Cũng còn đang làm. Dạ. Tại anh có luôn một cái xưởng gỗ mà. Dạ. Ừ. Anh có để nãy giờ thì anh giới thiệu cho em là tượng Phật rồi ở trên cái gốc khế thôi, có thể giới thiệu cho em những cái cây khác không anh? Có cây bắc thai. Cái lúc mà đầu tiên thì anh khắc là anh khắc lên cây gì? Cũng là cây khế. Ồ. Khế này là của vườn của mình từ xưa giờ hay là mình đi thập ở các nơi khác nhau anh? Mua tùm lum hết trơn á. Tài này mình cũng đây ra được tượng ông thần tài. Ồ đẹp quá luôn nè. Còn bên kia là ông địa. chú bước cảm thấy cái tượng ông địa này nè. Chú ở trong điêu khắc thì chú thấy là sao? Rất là khéo. Dạ. Cái mình nhìn thấy có cái niềm vui trong cái tác phẩm á. Dạ. Nhưng mà cái hay là bố cục ở trên một cái thân mà nó giới hạn á. Nó không cho phép mình sai lệch được. Dạ. Đó cái khó là lúc phát thảo từ ban đầu. Cái này lúc mình khắc đó anh thì mình có phát thảo ở ngoài sẵn không hay là mình không? Ý tưởng nó cây tới đâu là mình cứ cho được mình làm tới đó thôi. Dạ. Em thấy để ngoài trời gì thì để cho cây dự nó sống dễ, nhưng mà cái tác phẩm gì thì thấy cũng tội nghiệp nó chút xíu. Cô bác quý anh chị sẽ thấy nè.
nhìn từ cái gương mặt, cái nụ cười, ngay cả cái môi dưới của ông đổ thổ địa thì mình thấy nó rõ ràng ha chú ha. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái niềm vui á, nhìn niềm vui. Dạ. Nhìn cái mặt ông vui vẻ đó. Cái là không có để, không có để ở trong lòng một cái gì. Đây thì trên cái cây phát tài. Cây phát tài hết. Ở đây nè. Chỉ có cái đây là ông phát tài nè. Đây thì ông này đứng. Ông bên đây thì ngồi. Thì sau khi mà anh thành công á, thì có nhiều người lại đến tìm và học hỏi anh ông. Nói chung cũng có nhiều người, người ta học nó, với có một số họ ăn cắp cái mẫu của mình họ làm, nhưng mà họ làm anh đều chết hết trơn à. Tại vì họ không có xử lý được cho mình, thành thử họ làm lên rồi nó sẽ bị chết. Tại cái thân cây sống này mà khi mà mình đục cả này thì trước khi mình đục là mình phải có sử dụng thuốc các thứ rồi mình làm như thế nào để mà mình đục nửa thân cây rồi, nhưng nửa thân bên kia là nó vẫn còn sống được. Người ta không biết, người ta thấy mình đục, người ta về người ta cũng đụng, nhưng mà đục xong cái phải có cái biết. Cái đó là cái nghề của mình trong cái nghề của mình. Để tìm ra được lúc đầu mà để tìm ra được cái để giữ cho cây đó sống là lúc đó chắc cũng mệt lắm anh hả? Đúng rồi. Nhưng mà đúng ra ông bà ngày xưa mà nói một câu có xa tận phương trời gần như trước mắt. Cố tình đi tìm những cái loại thuốc để mình xử lý, tìm cho đâu cho xa, cuối cùng lại là thị trường mình đây nó đầy đàn để đóng hết trơn. Anh có sợ người ta lấy nghề không? Không, bình thường ai lại thích cứ chỉ cho làm luôn. Dạ. À, anh cho hỏi thêm chút là cái gỗ tươi á và cái gỗ khô, ví dụ bây giờ cái gỗ khô thì cái sự điêu khắc nó bóng bẩy, nó sắc nét rồi đó, nhưng mà ở đây là nó tươi, thì ở trong cái cách làm của mình nó chắc cái dụng cụ nghề nghiệp chắc nó cũng phải có khác ha? Không, nói chung đồ nghề thì nó vẫn như nhau thôi, chủ yếu là đồ thiết của mình phải cho bén, vẫn mình làm những cái cây khô thôi. Nhưng cái quan trọng cái cây tươi á, cái cây ướt lúc nào thì khi mình làm xong nó cũng phải lông lá bù xù của cây khô chân. Nhưng ngược lại, nhưng khi mình làm xong mình vẫn có thuốc để mình làm cho chìm hết những cái lông đó xuống. Ồ, quá hay. Thì thành thử ra đây nó bề ngoài nó mới láng được như vậy. Thì thường là khi anh khắc một cái sản phẩm của mình lên một cái cây như thế này thì đối với cây phát tài thì bao nhiêu năm thì mình có thể mình khắc được lên thân cây anh? Thì khoảng chừng chục năm, chừng ngoài năm thì nó cỡ này là mình khắc được rồi. Nói chung cây bự thì mình phải kéo cái tượng nó bự ra. Dạ. Còn cây nhỏ thì mình gom cái tượng cho nó nhỏ lại. Vẫn làm được bình thường. Chứ không có gì. Nhưng mà dạ, cái cây nhỏ này nó hơi khó làm hơn cây bự chút. Tại vì cái cây nào nó cũng có cái ruột trong hết. Dạ. Mình thử cái cây nhỏ thì mình phải hạn chế nó, mình gúm nó không được nổi nhiều. Còn cái cây bự chừng nào thì mình nó lấy sâu chừng đó thì thấy cái phẩm nó nổi nhiều ra chừng đó. Cây anh em mình ra ngoài trước chỗ không? Ngày xưa giờ thì cái tác phẩm mà anh khắc mà anh ưng ý nhất là cái tác phẩm nào ha? Anh thấy cái nào anh cũng ưng ý hết trơn. Tại vì bản thân của mình làm ra mà giống như này, cây mận nè, cá quá lông nè, vượt biển thành rồng nè. Cá chép quá rồng ha. Cá chép quá rồng. Đây là hình ảnh ở trên là con rồng. Ở đây là sóng nước hả? Sóng nước. À, sóng nước xuống còn là được, vẫn là con đuôi cá nè. Con đuôi cá. Đuôi cá nhưng mà đầu rồng. Đầu rồng ở trên đây. Vượt biển lên mới quá rồng. Dạ. Chứ còn cá quá lông mà. Dạ. Bắt đầu là từ cá chép, từ dứ. Thì con này giống như cái kiểu mà nó lâu năm lâu đời đó, nó đạt thành, nó tu thành chính quả. Nó vượt biển nó quá rồng. Ý anh đó là cái bông sen này là tức là thể hiện cho sự tu, đúng rồi. Tu luyện. À, phải nói thả hồn vô ý tưởng rất hay ha chú ha. Hay quá. Đây là cái con cá sau khi thời gian tu luyện biểu trưng của nhà Phật là bông sen. Rồi sau đó là ở dưới này thì vẫn chưa ấy, vẫn còn cái đuôi cá nhưng mà đầu rồng vượt qua được đại dương, qua một lớp cổ bắt đầu vượt lên thành rồng. Quá hay. Cái sản phẩm đầu tiên của anh còn để đây hay là anh đã? Cái sản phẩm đầu tiên thì anh có một cái gốc khế, nó có ba tược. Dạ. Thì anh làm Phước Lộc Thọ. Thì cái gốc đó là có cái anh trên Sài Gòn về ảnh mua gì chẳng. Anh mua cái gốc đó là anh cho xe xuống đấy 8 giờ tối luôn đó. Anh gặp mà anh điện rồi là anh cho xe xuống lấy liền, anh gấp tới mức độ gì đó. Trời ơi. Đây, cái này là sáng tạo riêng của anh à. Anh Quốc ơi, thì hôm nay em đến đây gặp anh rất là vui. Anh chia sẻ cái nghề của mình cho em. Thì anh có một cái câu nói nào hay là những cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ đam mê nghề điêu khắc cũng như là đam mê về nghề thuật giống như anh không? Thì nói chung thì anh cũng mong là lớp trẻ sau này đứa nào mà nó yêu cái nghề mà điêu khắc này á, nếu mà nó có đến đây nó học hỏi thì anh chỉ hết. Anh cho nó hình những cái bí quyết để hết để cho nó làm. Chứ bây giờ cũng có một số người ta thấy mình làm, người ta bắt chước làm nhưng mà ta làm không được. Làm xong cũng gãy chết hết. Tại vì người ta cũng nghĩ là người ta có cái nghề, người mình đục được thì người ta cũng đục được. Nhưng quan trọng
đục được, nhưng mà anh phải đục xong anh phải xử lý như thế nào cái cây đừng chết thì cái tượng anh nó không nở mới gọi là quan trọng. Chứ còn đục thì làm thợ người này cũng đục được. Ồ. Cái trong cái tác phẩm của mình mà nó áp dụng lên từng cái loại cây vậy, nó có cái giới hạn nào nó không? Tại vì một cái cây em đem về mà khi em bứng em đem về là em bắt đầu em mới nhìn cái dáng cây đó nó đứng như thế nào và cái cây đó mình lên được cái tác phẩm gì. Ví dụ như cái cây mận này nè, nó lên nó ngã nó quấn hơi nhẹ nè, thấy không, thì mình mới cho mình đục một cái tác phẩm là cá chép quá rộng thì nó giống nó lượn theo. Với nó còn cái cây mà nó đứng suông đột á là mình đi cái tác phẩm này thì nó coi không được. Phải nói tùy theo cái thế cây và cái dáng cây. Cái loại cây ví dụ bây giờ cũng như cây mai mình có thể điêu khắc không? Mai mình vẫn điêu khắc lên được, nhưng mà cái tỷ lệ mai cái sức chết nó rất là cao. Với là mai nó giá trị nó cao lắm, đôi khi một tìm được một cái mai bự nó trị giá 70-80 triệu rồi, mà mình làm một cái tác phẩm nữa nó cái ví dụ như mà lỡ mà mình chăm sóc ở đây thì không có gì mà về tới tay người ta chủ nhà người ta chơi á, người ta sơ ý bỏ đi chết cây mai thì mình thấy nó phí cho cái số tiền. Thành thể thôi mình không làm cảnh mai, mình làm cảnh mận nè, khế nè, phát tài, vú sữa. Ở đây thì anh nãy giờ em giờ anh dẫn em đi tham quan ở trong cái vườn của mình là phát tài, vú sữa với lại khế. À không có với mận. Dạ. Ồ chưa thấy vú sữa chứ anh hả? Vú sữa hết rồi. Dạ. Thì thời gian sắp tới anh có dự định là mình sẽ nhân rộng cái mô hình của mình lên không anh? Không, tại vì anh làm cũng mấy năm nay rồi, chủ yếu là anh làm rồi để anh em nào người ta thấy, người ta biết, người ta đến, người ta chia, người ta chơi thì mình ấy thôi, chứ mình không có bỏ, mình bán tràn lan. Giờ có một số người ta cũng bất cứ người ta làm rồi, cái đầu cũng có một số người ta không biết ta mua cho đó gì chết chóc đồ này kia đó. Rồi mình cũng không muốn mất cái tiếng mình thôi, mình cũng không có nhân rộng để làm gì. Cứ làm lai gai bỏ đây, ai thích lại cây nào thì mình chia cái đó, hoặc như gì là người ta lại người ta yêu cầu mình rồi, giờ tôi muốn làm cái tác phẩm đó trên cái cây đó thì mình sẽ làm cho người ta. Ồ quá quý với cái nghề của anh, sẵn sàng chia sẻ hết cái bí quyết của mình cho mọi người. Cái đó là cái tâm của nghề. Dạ.